đi một buổi đến giờ mà. Chốt lẹ quá. Không nào, không phải đi nha. Bà nội, à bà Dung cho bà nội đi hả? Trời ơi, mới còn tí, còn 38%. Cái đá này sẽ dễ hơn này. Em thì đã quên mở chuông điện thoại, cái điện thoại chồng em nó chơi nó tắt luôn. Nó nghĩ là cái của em nó mở rồi. Rồi hai vợ chồng ngủ tới đâu luôn. Chị mở mắt ra, chị hỏi chồng chị một câu là: "Ủa anh không đặt báo thức hả?" Cái ông mở mắt ông nhìn chị. Hai vợ chồng nhìn nhau xong ông cầm điện thoại ông lên xem giờ. Rồi đó, hiểu rồi. Hiểu rồi á. Xong mà. Chủ quan quá. Chị mở ra mà chị thấy cái trời sáng sáng là chị hỏi thôi là chị biết rồi đó. Hỏi, họ biết là muộn rồi nhưng mà vẫn hỏi. Đá ra là lỗi của mình đúng không? Nhưng mà mình phải hỏi làm sao cho thành lỗi của nó. Hả? Ý là cái này là sữa chua vị chứ không phải là sữa chua nước cẩm. Còn mà còn nước cẩm là như này nếp cẩm luôn nè, bánh lên dẻo ăn đã lắm. Khổ lớn 10.000. Chị giờ cái việc tính toán á. Là đây 5 nước cẩm.